Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì trong video lần này thì mình tiếp tục là mình trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình ha. Thì hôm nay thì sẽ trả lời câu hỏi cho một bạn tên là Tùng Lu. Thì bạn này có hỏi mình là khi cái dây bí của bạn là nó bị vàng lá cũng như là nó bị héo úa là bị bệnh gì. Thì hôm nay thì mình sẽ là chỉ ra những cái nguyên nhân cũng như là cái cách khắc phục trên bí hồ lô của mình mà nó bị ảnh hưởng như vậy nha các bạn. Để cho anh em nào mà đang trồng á, anh em cũng có thể là tham khảo, đặc biệt là những cái người bạn mới. Thì đối với mà cái bí hồ lô của mình các bạn mà nó bị vàng lá các bạn, thì nó gồm những cái nguyên nhân như sau. Một á, là anh em là đi phân nó rất là đậm luôn. Và hai nữa là anh em là xịt nhầm thuốc, những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu á, nó rất là dễ mẫn cảm luôn, thì nó sẽ gây ra là nó bị vàng lá. Và ba nữa là nó do ảnh hưởng của bọ trĩ nè, rầy nè, nó thì đó là những cái nguyên nhân cơ bản mà khi mà anh em trồng bí là anh em hay bị thôi. Thì đối với mà cái vàng lá các bạn mà khi mà anh em đi phân đậm á, ví dụ như là anh em tưới như là ure các bạn, thì trên cái dòng phân ure á các bạn, đạm nó rất là cao luôn, anh em mà tưới cho nó phải không, là nó sẽ bị là những cái triệu chứng ban đầu á, là nó sẽ bị vàng lá. Và song song đó mà nếu như mà anh em mà tưới mà nó nhặt ngày quá thì nó sẽ là bị lỡ cổ rễ luôn và nó sẽ chết dây luôn. Thì đó là đối với cái phần phân. Còn cái phần thứ hai nữa mà cái dây bí của mình mà nó bị vàng lá, là do là anh em xịt chúng những cái dòng thuốc dạng nhũ dầu, dạng nóng, ví dụ như là xịt co nè, tin super nè, rồi những cái dòng thuốc dạng như là mantalaxy nè, nó mà anh em xịt nó quá liều một tí là nó cháy liền. Mà đặc biệt anh em xịt vào cái buổi sáng mà lúc mà khoảng 9 giờ sáng á, cái giờ mà giờ nắng á, ví dụ như giờ nè đang rất là nắng luôn nè, là bí của mình là nó bị vàng lá liền. Thì đó là những cái nguyên nhân ha. Và cái nguyên nhân thứ ba như lúc nãy mình chia sẻ là do ảnh hưởng của bọ trĩ cũng như là rầy. Rầy với bọ trĩ là nó làm cho cái dây bí của mình nó thun đọt nha các bạn ha, và nó không có phát triển được, cũng như là nó sẽ không có hấp thụ được cái dinh dưỡng mà khi mà mình bón phân á, thành ra cái dinh dưỡng thì nó sẽ không có hút được, thì làm cho cái lá của mình các bạn nó bị ảnh hưởng, thậm chí rầy ở dưới những cái tán lá này nè, nó chích chích là nó bị vàng lá hết. Ở đây mình cũng bị rầy nữa nè, thấy không nè, mình dạch cho các bạn xem nè, nó những cái con rầy phấn trắng nè, nó là vì cái dây bí của mình là nó bị vàng lá liền. Còn cái tình trạng mà héo úa thì như lúc nãy mình nói á, là phân á, mình đi đậm quá là nó cũng bị là kiểu như là lỡ cổ rễ các bạn, là nó bị sẽ chết dây, người ta gọi là héo xanh á. Hoặc á, là khi mà mình trồng bí á, các bạn, có nghĩa là mình khi mình vừa trồng xong một cái đám cà đi hoặc là bí đao đi, mà mình quay lại mà mình trồng cái bí hồ lô này nè, nó mà anh em không có tưới mà cho cái tiếng trùng nó chết hết á, là 100% luôn là nó sẽ bị là vàng lá hết hoặc là nó bị héo xanh hết, là do ảnh hưởng của khuẩn á các bạn. Thì do đó thì anh em nên phòng khuẩn cho nó, phòng cái bệnh mà lỡ cổ rễ cho nó ở cái giai đoạn mà nó khoảng đâu là 10 ngày tuổi là mình bắt đầu là mình bơm gốc cho nó rồi, mình sử dụng cái thuốc là Aleus á. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn là không có biết cái loại thuốc là Aleus này luôn. Thì mình có up ở trên cái tách cộng đồng của mình các bạn, và để cái link mua luôn á cho các bạn nhấp vào và các bạn mua, các bạn tham khảo ha. Và cái gói thuốc này thì giá nó cũng rẻ thôi các bạn, nó cũng không có mắc. Và gói này là nó là 100g nha các bạn ha, mình chia sẻ cho bạn cái gói 100g. Đó thì các bạn có thể là lên tách cộng đồng của mình để các bạn là tham khảo ha. Thì hôm nay là mình chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn nhanh về cái vấn đề là bị vàng lá ha. Còn nếu như mà anh em mà muốn phòng cái vàng lá thì nó cũng có cách, những cái loại thuốc mà cơ bản, ví dụ như là anh em sử dụng là cái gói là Nativo nè, cộng với thằng Antracon nè, nó thì anh em xịt cho nó là 2-3 cử gì nha, là anh em cũng sẽ phòng được cái bệnh mà vàng lá ở trên bí á. Và bây giờ thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách trồng bí hồ lô cơ bản ha, để cho anh em nào mà dự kiến trồng á thì anh em cũng có thể là tham khảo được ha. Thì khi mà anh em mà trồng bí hồ lô á thì là anh em là nên chọn vào những cái tháng nắng để anh em trồng ha, thì cái năng suất nó sẽ cao hơn, nó không có bệnh như là sương mai, giả sương mai này nọ các bạn.
Còn anh em trồng vào những cái tháng mưa á, là cái dây bí của mình đó các bạn, nó rất là dễ bị sương mai cũng như là giả sương mai ha. Và cái năng suất của bí của mình á, thì nó sẽ không có được cao. Ví dụ như là vào những cái tháng mưa đó các bạn, mà khi mà bí của mình mà nó chớm những cái bông cái đó ra đó, phải không, mà bị mắc mưa nó dập ha, là te tua liền, là như là cái dây bí của mình là nó không có có phát triển được. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình mà khi trồng bí ha. Còn về cái phần hạt giống á, thì anh em là nên chọn những cái giống như là đồng tiền vàng nè, giống trâu vàng nè, giống trang nông nè, anh em chọn những cái giống đó anh em trồng ha. Và cái thời gian mà thu hoạch của nó thì cơ bản là nó giống nhau, thì nó tầm đâu là 65 ngày cho đến 70 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được rồi. Khi cái trái bí của mình các bạn mà nó ngã màu như thế này nè, nó ngã qua màu như thế này là anh em có thể là cắt bán được nha. Đó, về cái cách trồng các bạn thì nó cũng cơ bản dễ thôi. Thì anh em trồng là cứ là 5 đến 6 tấc trong một gốc ha, và liếp kích liếp của nó là từ 3m đến 3,5m ha, đặng cho nó dễ dàng mà nó quang hợp với các bạn. Chứ mà anh em mà trồng dày quá, anh em đi tỉa những cái tán lá này cực chết luôn á. Trồng dày thì chúng ta lấy cái lượng chèo nó ít lại, ví dụ như là anh em lấy tầm 2 chèo thôi, tính 3 chèo thôi là được rồi. Anh em không có lấy được nhiều, nhưng mà thông thường các bạn bí này á, thì anh em sẽ lấy từ 3 cho đến 4 chèo thôi. Và mỗi dây chèo như vậy á, thì nếu như mà anh em mà muốn lấy cái trái bự á, thì anh em chỉ lấy được một trái thôi. Có nghĩa là trên một dây bí là anh em chỉ lấy được là 3 trái. Còn anh em mà lấy bí mà trái nó khoảng đâu như là 6 lạng cho đến 8 lạng đi, thì anh em có thể là lấy được nhiều hơn. Anh em có thể lấy là từ 5 cho đến 6 trái trên một dây bí ha. Đó. Và đồng thời á, thì trong cái bí này á, anh em có thể là thu hoạch được cái bông đực nè. Cái bông đực này bán rất là ngon luôn nha mọi người ha. Thì nó tầm đâu khoảng đâu là từ 15 ngàn cho một ký nha mọi người. Và anh em bán đọt được nữa. Nói chung là trồng bí này nó rất là ngon. Và đặc biệt đó là anh em có thể là anh em neo giá được. Khi bí của mình mà trong cái tình trạng mà giá nó rẻ quá, thì anh em có thể là để cho nó vàng như thế này nè. Anh em từ từ cắt cũng được nha, chứ không có cần gấp mấy. Thì đó là cái lợi thế cho mình mà mình trồng bí ha. Thì thông thường như cái bí này như lúc nãy mình nói đó, thì nó chỉ bệnh cơ bản là nó bị thung đọt nè, nó bị vàng lá nè, nó bị héo xanh nè. Thì mình có chia sẻ cơ bản cho các bạn về những cái cách phòng bệnh trên những cái loại bệnh mà mình mới vừa nêu ra đó, thì các bạn cũng có thể là vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo ha. Đó, thì các bạn có thể bấm đăng ký kênh cũng như là bấm hình quả chuông ha, thì khi mình ra những cái video thì các bạn cũng có thể là nhận được ha. Nói chung á, là cái về và cái phần là xịt thuốc nè, cũng như là cách tạo mầm bông nè, cũng như là cách thụ phấn nè trên bí hồ lô các bạn, thì cơ bản là mình đã chia sẻ cho các bạn hết rồi. Và bây giờ thì mình làm video chủ yếu là mình trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình thôi, thì để cho những cái người bạn mà mới đăng ký mới á, thì các bạn cũng có thể là tham khảo được thôi. Chứ cơ bản thì mình cũng đã nói đi nói lại rất là nhiều về cái vấn đề là trồng bí hồ lô này rồi. Nó không có gì là khó các bạn. Chủ yếu là anh em trồng vào cái mùa nắng đi, anh em mà mới á, anh em trồng vào cái mùa nắng là bảo đảm luôn là anh em trồng có cái năng suất liền. Và cái chi phí mà khi mà mình trồng bí này á là bao nhiêu thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Ví dụ như trên 1.000 mét vuông đi, thì anh em bỏ ra tầm khoảng đâu là 250 à, là anh em đã trồng được rồi. Tại vì cái khoảng cách của nó là từ 5 cho đến 6 tấc á, anh em mua cái gói hạt bí á, mà gói mà 100 hạt á, là nó chỉ có là 35.000 thôi các bạn. Nó mà mình mua khoảng đâu là 6 gói, nó sẽ là khoảng đâu là khoảng 600 giây đó. Thì anh em trồng là dư sức luôn, dư sức nó qua cầu luôn. Cái này là ăn thua mà anh em lấy trái nhiều trái ít là anh em để cái lượng chèo đó, cũng như là cái cách anh em nó đi phân thôi. Nó thì hôm nay thì mình chia sẻ cơ bản cho các bạn vậy ha. Thì cũng tới đây thôi nha các bạn. Mình xin được mến chào.